Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Nguyễn Kinh Lương của phòng khám Dr. Laser. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn những cái câu chuyện đời thường hoặc là những cái câu chuyện trong công việc của những cái người mà tôi biết, tôi quen hoặc tôi nghe thấy ha. Thì câu chuyện hôm nay là về bạn Thu, một sinh viên của một trường đại học y dược. Bạn chia sẻ thôi. Tôi sẽ kể lại theo cái lời của bạn nha. Thu là theo Phật giáo nên ngày rằm thường ăn chay, mà bữa đó thì lại thực hành thực tập sinh lý. Giảng viên là bắt phá tủy ếch, phá tủy làm cho tứ chi của nó liệt nhưng là tim vẫn đập, xong mổ nó ra tìm dây thần kinh 10 hay là dây thần kinh lăng thang á. Ngày ăn chay mà sát sinh với lại nữ là không ai dám bắt ếch để mà mổ. Cô nói không làm thì lúc thi rớt thôi. Tôi mạnh mẽ lắm mới bắt được con ếch lên làm. Có đứa thì nó phá tủy không chết, ếch nhảy tùm lum hết. Mỗi lần nó nhảy hay giật giật là tim tôi giống như là nhảy bật ra, vừa sợ mà vừa có cảm giác là thấy thương tội nghiệp. Tôi đọc xong cái câu chuyện của bạn này á thì thật ra tôi cũng không định chia sẻ gì lên đây đâu, nhưng mà có tôi bật ra những cái ý nghĩ của mình trong đầu là như thế này. Mình đã chót tham gia vô trong cái ngành này, ngành y, thì đây là cái nghĩa vụ. Nó giống như karma, giống như cái sứ mệnh của một con người. Thì bạn bắt buộc phải làm chuyện này. Bạn không có quyền từ chối. Bạn có thể có cảm xúc nhưng bạn không có quyền từ chối thực tập những chuyện này. Đó. Thì giống như tôi, nếu giả sử tôi là người lính ra trận, tôi có thể rất là thương người, nhưng cái sứ mệnh của tôi nghĩa là sao? Bảo vệ đất nước, bảo vệ gia đình. Thì buộc tôi phải đánh và giết kẻ thù của tôi. Đó là sứ mệnh của một con người. Còn sứ mệnh của một bác sĩ như tôi được đào tạo, tôi được treo lên vai cái sứ mệnh là phải cứu chữa bệnh cho tất cả mọi người, không chừa một ai. Như vậy thì qua câu chuyện của bạn á, bạn bắt buộc phải làm những chuyện này bởi vì bạn có cái sứ mệnh của mình. Nên mạnh mẽ lên nha. Và công việc của mình nếu mình không làm hôm nay, không làm những cái chuyện này thì không ai làm. Và việc đầu tiên là bạn sẽ thi rớt. Và việc thứ hai, cho dù là bạn qua được môn này đi, nhưng mà bạn đến lúc bạn không hiểu được cái công việc của bạn thì bạn sẽ không hoàn thành được cái sứ mệnh cứu chữa người sau này. Đó, tôi xin cảm ơn. Follow kênh của tôi nhé.